Xin chào quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay thứ Bảy ngày 10 tháng 5. Xin mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ siêu quầy tí hon, 19 giờ 35 phút ngôi sao của bé, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 35 phút chuyện không của riêng ai, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút cười chúc chơi, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam, một ngày không có em tập 21, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 35 phút chiếu phim, phim truyện Trung Quốc Thủ lĩnh Cao Thiên Hùng tập 8, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Chương trình rạng sáng ngày 11 tháng 5 gồm có những tiết mục sau đây: 0 giờ 5 phút ca nhạc giai điệu quê hương, 0 giờ 40 phút sân khấu về khuya cải lương điệu vô giá, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 11, 3 giờ 20 phút thế giới giải trí, 3 giờ 35 phút giai điệu bốn phương. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay.